Ok, đây là bản tin số 7 của chuyên mục Sài Game News. Hãy cùng mình xem tuần vừa qua, tuần đầu tiên của năm 2021 này có những tin tức gì thú vị trong làng game nha. Nền tảng Twitch vô hiệu hóa tài khoản của cựu tổng thống Donald Trump. Nintendo đang phát triển một dự án Mario Party mới. Xbox Game Studios đang bí mật làm một dự án RPG góc nhìn thứ nhất. Nhà bán lẻ PS5 phiên bản màu PS2 đang bị đe dọa. Steam cập nhật bổ sung thêm tính năng cho tay cầm Xbox Series và DualSense. Riot giới thiệu đến người chơi vị tướng Duelist mới trong Valorant. Hello Shop, nhà tài trợ chương trình giveaway với phần quà cực hấp dẫn. Thông tin chi tiết mình sẽ để ở đâu đó xuyên suốt bản tin, các bạn đừng bỏ lỡ hay skip video nha. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Nền tảng Twitch vô hiệu hóa tài khoản của cựu tổng thống Donald Trump. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua vẫn chưa có màn hạ nhiệt giữa các đảng phái, dù Joe Biden, người đã được Quốc hội Mỹ tuyên bố là tổng thống thứ 46 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sau màn thắng áp đảo trước người tiền nhiệm Donald Trump. Vào ngày 7 tháng 1 tuần trước, nền tảng Twitch, vốn là mạng xã hội streaming trực tuyến được cộng đồng game thủ biết đến như là nền tảng phát chơi game kiếm tiền lớn nhất thế giới hiện tại, đã ra quyết định tạm khóa tài khoản của cựu tổng thống Donald Trump lần thứ 2 trong năm nay. Động thái này được cho là nhằm mục đích dập tắt bạo loạn từ làn sóng người ủng hộ Trump sau khi ngài cựu tổng thống nhận màn thua áp đảo từ phía đối thủ, điều đã gây nên vụ đột nhập điện Capitol của Mỹ trước đó một ngày làm 4 người chết. Trong một tuyên bố với kênh CNN, đại diện của Twitch cho biết, sau cuộc tấn công gây sốc vào điện Capitol, chúng tôi đã vô hiệu hóa kênh Twitch của tổng thống Trump với tình trạng bất ổn đang hiện hữu bên cạnh những tuyên bố mà cựu tổng thống đang tuyên truyền. Chúng tôi tin rằng đây là một bước cần thiết để bảo vệ cộng đồng người dùng và ngăn chặn hành động sử dụng Twitch của ông ta để kích động thêm bạo lực. Trước đó, các nền tảng mạng xã hội lớn nhất toàn cầu khác là Twitter cùng Facebook, Instagram đều đã vô hiệu hóa hoạt động tài khoản của Trump. Tuy nhiên, Facebook hiện đã mở khóa lại tài khoản của cựu tổng thống sau khoảng 4 ngày cấm cửa ông. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Twitch có hành động chống lại Trump. Bởi trước đó, nền tảng từ Amazon đã ban hành lệnh khóa tài khoản tạm thời vào tháng 6 2020 vì phát ngôn gây thù địch sau những nhận xét về phân biệt chủng tộc mà Trump đã đưa ra tại các cuộc vận động tranh cử được phát sóng trên Twitch. Nintendo đang phát triển một dự án Mario Party mới. Theo sau tin đồn một buổi live Nintendo Direct đầu tiên của năm 2021 sắp sửa diễn ra, chính là thông tin một tựa mới của Mario Party đang trong giai đoạn phát triển. 2020, năm bùng nổ của thị phần Nintendo Switch trong lĩnh vực console. Do vậy, động lực phát triển phần mới của một tựa đa người chơi như Mario Party là điều hiển nhiên. Lời đồn đoán được khẳng định qua một brochure từ Andy Coop tuyển dụng. Studio đã thực hiện từ dự án Mario Party phần 9 lần đầu vào năm 2012, được đăng trên tài khoản Twitter Nintendo Memories. Tờ brochure ghi rõ nội dung Andy Coop mong muốn tuyển dụng thêm nhiều tài năng, và thông tin này đến những ai quan tâm, hãy đừng ngần ngại mà nộp đơn. Trong suốt thời gian tồn tại tính đến lúc này, doanh số bán ra của Nintendo Mario Party là hơn 12 triệu bản. Thành tích phải nói là vô cùng đáng nể. Xbox Game Studio đang bí mật làm một dự án RPG góc nhìn thứ nhất. Insio Entertainment, một công ty con thuộc Xbox Game Studios từ năm 2018. Studio được biết đến qua tựa game gần đây nhất của họ là Wasteland 3. Tương tự nhà Nintendo, cư dân mạng cũng đã có một hành trình đồn đoán dự án mà studio này ấp ủ thông qua hai vị trí họ đang tuyển dụng gần đây là Lead Gameplay Engineer, trưởng bộ phận kỹ sư thiết kế gameplay, vị trí ưu tiên cho những ứng viên đã có kinh nghiệm với các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất cùng nền tảng thiết kế Unreal Engine 4, và vị trí Art Director, chỉ đạo nghệ thuật, vị trí yêu cầu người tham gia ứng tuyển đã chứng tỏ được thực lực của họ thông qua các dự án AAA. Nghe đến AAA là chúng ta nghĩ ngay đến các dòng RPG thế giới mở. Cuộc chiến console thế hệ mới đã bắt đầu khoảng hơn 3 tháng. Đó chính là lý do hàng loạt studio con nhà Microsoft đã rục rịch phát triển các dự án bom tấn sắp tới. Một cán cân đối chọi cần thiết nhằm thiết lập lại trật tự đã nghiêng về phía nhà PlayStation quá lâu. Tính đến lúc này đã có những cái tên ấn định ra mắt trong năm nay như Halo Infinite và Psychonauts 2. Ngoài ra, những cái tên lớn khác từ ông Trump này cũng đáng để quan tâm trong những năm kế tiếp, chỉ mới được tiết lộ qua một trailer duy nhất như Fable, Perfect Dark, About, State of Decay 3, và danh sách thực tế còn dài hơn thế nữa.
nhà bán lẻ PS5 phiên bản màu PS2 đang bị đe dọa. Có lẽ trong tuần trước, trên khắp các mạng xã hội đã truyền tai nhau về phiên bản giới hạn PS5 theo phong cách thiết kế màu sắc được làm theo phiên bản của PS2. Đây là một sản phẩm custom từ một công ty bán lẻ bên thứ ba mang tên Supers, trụ sở tại Mỹ. Bởi tính chất siêu hiếm của cổ PS5 custom PS2 này, chỉ 500 tay cầm được sản xuất cùng với 304 cổ console. Do vậy, nhà bán lẻ không bày bán sản phẩm của mình lên bất cứ trang thương mại điện tử lớn nào như Walmart, Target, GameStop, Best Buy hay Amazon, v.v. mà người dùng chỉ được quyền đặt mua qua duy nhất trang chủ của họ. Chính vì vậy, kể từ phiên bản Retro PS5 được rao bán, đội ngũ Supers đã gặp nhiều lời đe dọa ảnh hưởng đến sự an toàn của mỗi người bởi hệ thống thanh toán website gặp lỗi nghiêm trọng, khiến nhiều khách hàng phẫn nộ. Mọi đơn hàng đặt trước đều đã được hoàn trả tiền đầy đủ. Chúng ta hiện đang chứng kiến một thực tế rằng, ngay cả PS5 phiên bản thường từ chính Sony đã cháy hàng trên khắp mọi nơi, thì chắc hẳn cuộc tranh giành phiên bản siêu hiếm này sẽ còn khốc liệt hơn thế nhiều. Hãy tự an ủi bản thân, sắm cho mình bản thường thôi là được rồi các bạn ạ. Theo một thông tin gần đây, nhà Sony đã cho ngưng sản xuất PS4 để tập trung toàn bộ nguồn lực nhằm cung cấp nhiều PS5 hơn đến công chúng. Có lẽ ngày mà chúng ta tận tay chạm đến chiếc PS5 chính hãng Việt Nam sẽ không còn xa nữa đâu. Steam cập nhật bổ sung thêm tính năng cho tay cầm Xbox Series và DualSense. Steam, nền tảng chơi game lớn nhất PC, đã có bản cập nhật mới bổ sung thêm các tính năng cho thế hệ tay cầm từ Xbox Series và PS5. Người chơi giờ đã có thể sử dụng nút share, chức năng thần thánh mới nhất trên hệ tay cầm Xbox Series được rồi. Steam còn cho phép kết nối cùng lúc cả 4 chiếc tay cầm Xbox. Dường như để tận dụng mọi tính năng mới của chiếc tay cầm DualSense như cụm trigger thích ứng, adaptive trigger và phản hồi rung haptic feedback sẽ tốn thêm khá thời gian của các lập trình viên. Riot Games giới thiệu đăng cấp fan tướng mới trong Valorant. Yoru, vị tướng mới chơi hệ Duelist sẽ xuất hiện trong phiên bản update 2.0. Yoru có xuất thân từ Nhật Bản, do vậy mà anh chàng này mang vẻ ngoài lạnh lùng, nguy hiểm như một Yakuza và đôi khi thoát ẩn thoát hiện như một nhẫn giả. Anh có thể dịch chuyển tức thời trong một khoảng cách ngắn hay dài, tùy mục đích chiến đấu. Có phần hiệu quả hơn Omen về quãng đường, nhưng Yoru sẽ không thể dịch chuyển bản thân lên các vị trí cao hơn. Khả năng làm choáng đối phương bằng những quả flash nảy theo ý muốn, khắc phục được nhược điểm nhiều pha quăng lửa chói đi vào lòng đất của Phoenix và chiêu cuối Ultimate của Yoru có thể giúp anh xâm nhập vào một chiều không gian khác, tăng tốc và trở nên tàng hình trong mắt kẻ địch mà không bị phát hiện. Ngoài ra, Yoru còn sở hữu cho mình khả năng tạo ra tiếng động bước chân giả, thủ pháp dương đông kích tay làm lung lay tinh thần đối phương. Nhiều streamer nền tảng Twitch đã có cơ hội tham gia sự kiện test Yoru cùng các khả năng của vị tướng mới này. Bởi bàn tay, bộ não cực to từ Rand Radiant, họ đã cho thấy những chiến thuật vô cùng hiệu quả của mình khi tận dụng triệt để kỹ năng dịch chuyển tức thời hay ném flash của Yoru tiêu diệt đối phương. Yoru cùng một Battle Pass mới sẽ được Riot gửi đến cộng đồng trong tuần này. Vậy là thông tin về Yoru, vị tướng Duelist mới nhất trong Valorant đã kết thúc bản tin tuần này của Say Game. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.